Samsung Galaxy O5 chỉ 2.690.000. Chào mừng các bạn đã trở lại với Mango TV và Mango trả lời comment số thứ 25. Trong video này mình sẽ trả lời tất cả những comment của các bạn đã comment ở các video trước. Và những các bạn đã comment ở video này sẽ được trả lời trong video sau. Còn bây giờ mình sẽ trả lời comment luôn nhá. Người ấp ủ ngày ngủ đêm bay, comment liệu có được 10 like? Anh ơi, iPhone 7 sách tay Mỹ LLA mua máy không có hóa đơn, nhưng check trên web Apple còn bảo hành 8 tháng, vậy nếu máy lỗi có đem lại Apple bảo hành được không? Thì đối với máy mua ở LLA thì nên là chắc chắn là bạn sẽ được bảo hành bởi Apple tại Mỹ. Còn ở Apple tại Việt Nam thì như các bạn, như bạn Hưng Khánh đã nói á, thì là ở trong cái mã là A1778 và A1784 thì là các bạn sẽ được bảo hành chính hãng tại Việt Nam. Sau cái Made in China hay là M-Stable in China thì nó sẽ có cái mã model đó. Các bạn có thể xem là máy của mình có được bảo hành chính hãng tại Việt Nam hay không, hoặc là xem ở trên cái hộp lúc mà full box các bạn mua. Em có cái điện thoại Oppo R5 bị cong do đồ vật đè nặng lên rồi nó không lên nguồn nữa, sửa được không ạ? Có khả năng lớn là không thể sửa được vì đã cong rồi, thì mền nó gãy rồi thì không có cách nào sửa được cả. À có, thay mền. Em cài iFi và xóa các linh tinh, nếu cập nhật lên thì mọi thứ ok chứ anh? Bởi vì là lúc mà các bạn jailbreak thì nó đã chỉnh sửa cái file hệ thống rồi, file hệ thống gốc. Nói tóm lại, nếu mà muốn nâng cấp lên iOS mới nhất thì nếu với các máy đang jailbreak thì nên restore. Anh ơi, 4S chạy 9.3.5 có jailbreak được không anh? Thì 9.3.5 đã không jailbreak được rồi, 4S thì lại càng không. iPhone 5 lock của em 10.3.1 SIM ghép 4G, sao trong phần dữ liệu di động không có phần dữ liệu 4G vậy? Ngoài 3G thì em có thể thấy là trong cùng cái mục đấy thì có cả phần LTE 2G, 3G và LTE, thì LTE đó chính là 4G đấy. Cho em hỏi là mỗi lần trời mưa là máy mình không vào được App Store là sao? Mình xài iPhone 6 thì có thể là mỗi lần trời mưa thì mạng của nhà các bạn chậm chứ không phải do App Store đâu. App Store không hoạt động theo thời tiết. Tất tiếng camera trên iPhone 5 iOS 10.3.1 thế nào hết? Thì quốc tế thì với những máy đến từ Nhật và Hàn thì không tắt được tiếng, thì các bạn sẽ cần phải jailbreak hoặc là sử dụng một cái app của bên thứ ba, ví dụ như là Microsoft Camera Pic. iPhone 6s Plus lock Nhật chạy 10.2.1 có cách nào tắt âm chụp ảnh mà với iPhone 6s hay là 6s Plus thì các bạn có thể gạt sang phần zoom và sau đó bật chế độ Live Photo lên thì chụp sẽ không có tiếng nữa. Anh ấy có cách nào quay màn hình iOS 10.3.1 vậy? Tiện thể em muốn chia sẻ với những bạn dùng iPhone 5 chạy iOS 9 thì nên dừng lại ở iOS 9, đừng lên 10. Em đã từng lên và giờ mới phải sắm iPhone 6s, không thì lát tung chảo. Thì với iOS 10.3.1, nếu như các bạn có một chiếc MacBook ấy, thì các bạn có thể cắm trực tiếp vào MacBook và quay phần mềm. Còn nếu các bạn không có một chiếc MacBook thì các bạn có thể sử dụng phần mềm CoolPixel đã được hướng dẫn ở video trước, để các bạn có thể xem lại. Lại ấn vào đây, lần này mình chắc chắn là nó ở góc bên này. Do gần đây hiện tượng iPhone rách tay reset dòng 2 không thể kích hoạt được nữa không anh? Máy em rách tay đập hộp. Mấy ngày gần đây thì hết không còn hiện tượng đó rồi, mình cũng không biết là hiện tượng đó xảy ra từ đâu vì sao nữa. Nhưng mà với máy mà đã đập hộp rồi thì chắc chắn là không bị sao cả. Còn anh ấy có cách nào tắt âm chụp ảnh trên iPhone lông Nhật không anh? Ok, tắt âm chụp ảnh trên những chiếc iPhone Nhật thì có là bật Live Photo đối với các máy từ 6S trở lên, jailbreak và sử dụng trick, cài một phần mềm của bên thứ ba, ví dụ như Microsoft Camera Pic, thì bạn có thể chọn một trong ba cách đó. iPhone lock thì có hết thời gian hết hạn ở đầu nhà mạng không, và nếu có thì làm sao để biết bao giờ hết hạn? Các bạn có thể email đến mail chăm sóc khách hàng của các nhà mạng iPhone lock để kiểm tra. Còn thường nhiều khi có trường hợp là máy của bạn tự lên iPhone quốc tế luôn, hoặc là các bạn mail cho các cái chăm sóc khách hàng của các nhà mạng thì họ sẽ mở khóa cho các bạn, có thể miễn phí có thể có phí. Cho em hỏi lau bụi camera iPhone 5s cần những dụng cụ gì, mua chúng ở đâu, anh có thể làm video hướng dẫn không, em cảm ơn. Để lau bụi camera của iPhone 5s thì bạn sẽ cần phải tháo máy, và nếu như không cẩn thận thì có thể đứt cam màn hình, đứt cam nguồn, đứt cáp camera, thì cá nhân mình cho rằng là các bạn không nên tự làm ở nhà. Cho em hỏi 6s dùng ngon được mấy năm nữa và có thể lên được iOS mấy? Đối với iPhone 6s thì các bạn có thể là sử dụng được khoảng 3 năm nữa và lên được iOS, hiện tại iOS 10. Thì có thể là iOS 12 hoặc 13 gì đấy, đúng như bạn Levin đoán ấy. Em đang xài 6S Lock 10.0.2, có nên nâng cấp lên 10.3.1 không nhỉ? Em đang xài SIM card thần thánh thì có bị lỗi không? Thì có thể lên được 10.3.1 mà không bị lỗi bất cứ gì cả. Và với iOS, từ iOS 10 trở lên thì các bạn chắc chắn là nên nâng cấp lên 10.3.1 rồi, bởi vì nó nhanh hơn, lag hơn. Nó sẽ lag hơn nhỉ?
nhanh hơn, mượt hơn. iPhone 6 nên nâng cấp lên 10.3.10 anh, và cho em hỏi là iPhone 6 pin sạc được hơn 700 lần charge 10% là có bình thường không anh? Thì với hơn 700 lần mà charge chỉ có 10% thôi là quá là không bình thường, pin thì quá trâu. Còn nên nâng cấp lên 10.3.1 hay không thì máy mình đang nâng cấp lên 10.3.1 đây và dùng rất là ok. iPhone 6 LED được 15 giây thì tắc là bị hư LED hay lỗi thế anh? Thì có thể là bị hư LED và cũng có thể là lỗi, thì các bạn có thể đem qua các bạn phần cứng kiểm tra là cách tốt nhất. Anh ơi cho em hỏi, 5S đã thay màn hình nhưng đôi lúc có người gọi đến không thể nghe được, không thể trượt nghe được. Cái này là lỗi chung khi mà của các điện thoại iPhone rồi, khi mà các bạn đút vào túi quần và úp cái màn hình vào trong túi quần, úp cái màn hình vào phía trong ấy, thì nó sẽ bị. Còn để khắc phục thì các bạn úp màn hình ra phía ngoài nó sẽ không bị nữa. Anh ơi cập nhật qua iTunes là và OTA là thế nào ạ? Cập nhật qua OTA là cập nhật trực tiếp trên điện thoại của bạn, máy sẽ tải phiên bản firmware phần mềm về và cập nhật trực tiếp trên máy, không cần liên quan đến máy tính. Còn cập nhật qua iTunes là iTunes sẽ tải giúp các bạn và các bạn sẽ cần phải kết nối với máy tính để cập nhật lên phiên bản iOS mới nhất. 9.3.5 sau mỗi lần tắt nguồn bật lên máy bắt đăng nhập mật khẩu iCloud là lỗi gì ạ? Có thể là máy của các bạn chưa đăng nhập iCloud, hoặc là iCloud có lỗi gì sai mật khẩu, hoặc là các bạn chưa đăng nhập iTunes thì các bạn có thể đăng nhập hết tất cả cái account đó đi, sau đó thì thử khởi động lại máy xem sao. Điện thoại em iPhone 5S nó đang 9.3 nhưng cứ thông báo cập nhật lên phiên bản iOS 10 ý, em nên cập nhật không ạ? Với iPhone 5S thì cá nhân mình cho rằng là các bạn nên lên phiên bản iOS 10 và cụ thể là iOS 10.3.1. Còn nếu các bạn muốn chặn thì ở đoạn trước mình đã nói rồi, các bạn tua lại, mình không nhớ đoạn nào. Nếu lỡ máy có bị treo táo, xung đột gì đấy bắt buộc phải restore máy thì còn ở 10.1.10. Nếu mà lỡ có bị treo táo hay lỡ có bị gì đó mà phải restore thì chắc chắn là sẽ phải lên phiên bản mới nhất, hiện tại là 10.3.1. Ad ơi làm video hướng dẫn 10.3.1 qua máy tính đi, em không cập nhật qua OTA được. Thì mình đã làm video hướng dẫn cập nhật lên iOS phiên bản mới nhất qua sử dụng máy tính, thì các bạn có thể xem lại video trước. Ok, vậy là hết câu hỏi của video trước rồi. Các bạn có bất kỳ góp ý nào hay là có comment, có câu hỏi nào thì các bạn có thể comment xuống bên dưới, mình sẽ trả lời ở trong các video Mango trả comment số tiếp theo. Đừng quên đăng ký theo dõi Mango TV. Xin chào và hẹn gặp lại. Fuck you. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.